Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Việt Nhạc Center nha. Hôm nay mình đứng cái góc này hơi lạ xíu nha các bạn. Thì hôm nay các bạn có một số bạn hỏi bên mình là trống nha. Sau cái clip mà mình lên cái cây mà bass 5 giây á, thì mình nói là tất cả những sản phẩm có cửa hàng là bên mình sẽ làm giúp thanh lý. Thì hôm nay thì các bạn hỏi là có bộ trống nào tầm 20 triệu đổ lại không? Mà các bạn biết hãng Yamaha. Thì đó, mình đứng ngay cái bộ màu xanh Yamaha luôn. Thì đối với cái bộ này các bạn, nó là bộ Raiden, nó khoảng cái giá niêm yết của nó thì khoảng là 21 triệu 900, thì coi như là 22 đi ha. Đó thì nó là chỉ bao gồm là 5 cái trống và dàn chân thôi, chưa có bao gồm lá và cymbal nha, chưa bao gồm lá và ghế nha. Đó thì trên cái clip này mình sẽ thanh lý cho các bạn cái bộ này với giá là 16 triệu là gồm 5 cái trống và 3 cái chân, trong đó có cái chân pedal nữa là 4 món nha. Đó, còn lá thì các bạn có thể mua cái bộ lá 101 nó khoảng 4 triệu mấy các bạn, thì full bộ đâu đó nó tầm khoảng là 20 đổ lại, tầm giá vừa phải các bạn muốn. Còn nếu mà bạn mà mua mới bộ này, khi mà set up thành bộ đi thì mình tính đâu đó là ví dụ như bộ lá rồi cộng thì nó cũng khoảng gần 30 27 28 gì đấy. Nhưng mà cái bộ này là bộ hồi xưa là bên mình là chân mới nha các bạn, thì cái mặt mình đánh nó hơi chạy xíu. Đó thì bạn nào mà thích thì các bạn lên đây các bạn có thể test cái bộ này coi âm thanh nó như thế nào. Đó thì nó là bộ màu xanh nha các bạn, bộ này là màu xanh còn mới luôn, ốc yết này kia là còn mới, tại vì thường mình để trưng bày ít, có bạn nào vô mà test trống lắm, thường ví dụ guitar thì bạn sẽ hay thử nhiều chứ trống thì ít lắm. Đó thì nó sẽ bao gồm nguyên set như này ha, là 5 cái trống nè và 4 cái chân, trong đó là gồm 2 cái chân cymbal, 1 cái chân tay bum, 1 chân thẳng, 1 chân pedal và 1 chân snare. Đó là nó bao gồm 4 cái chân và 5 cái trống là 9 món ha. Còn bạn nào muốn mua thêm lá hay như thế nào á, nếu mà các bạn cảm thấy lá mà mình đang để bạn thích thì mình có thể thanh lý luôn, tùy vô các bạn thôi. Đó thì nhưng mà các bạn có thể lựa chọn tùy theo các bạn. Còn ghế thì các bạn có thể mua cái ghế vài trăm ngàn cũng có rồi. Đó thì cái bộ này là bộ màu xanh đến từ Yamaha, hàng chính hãng, vẫn bảo hành cho các bạn 1 năm. Thì thường trống thì nó là bộ chống cơ bạn, nó không có điện tử thì nó sẽ ít hư lắm. Ví dụ như bảo hành cho các bạn xài đi, mà ví dụ như các bạn đánh mà cái này nó bung sò ra gì thì mình sẽ hỗ trợ xử lý lại các bạn. Nhưng mà với trường hợp là nó bung là khi mà các bạn chơi mấy đạn đạp nó bung nha, còn cái này mấy bạn vận chuyển mà nó bung nó rớt ra thì cái này là chịu rồi. Đó rồi, bạn nào mà cảm thấy mà muốn test âm thanh các bạn cứ ghé tại 112 Điện Biên Phủ nha. Đó, bộ này mình đang để ngay góc này nè. Đây các bạn lia cam cho các bạn coi chi tiết xíu. Đây đó, cái này là cho lia cam cho các bạn coi chi tiết xíu ha. Cái này thì nó cũng không quá chày đâu các bạn, nếu mà so với những cái bộ mà khui ra các bạn mà căng mặt trống các bạn thử gì khác nó cũng để lại dấu. Đó, cái này là nó không chày đâu các bạn, mua thì mình làm mới cho các bạn lại nó như mới luôn. Đó, 5 cái trống đó, chân nha, chân nè, 1 2 3 4 5 5, nếu mà tính đúng là 5 nha các bạn, 5 món gồm luôn chân pedal, 5 cái bộ chân headwear và 5 cái trống. Đó, nó gồm đầy đủ nha, lo tum nè, tum 12, tum 10, kích, snare. Đó, ốc yết nó còn mới tinh. Đó, các bạn cứ tham khảo. Cái này nó còn cái siêu màu xanh mình chưa có lột ra luôn các bạn. Đó, nó còn cái siêu màu xanh ở dưới cái chân, hai cái chân dẫn này thấy không? Chân cymbal đó. Đó, với lại cái chân pedal nó còn cái màu xanh mình chưa có lột ra luôn. Đó, nó còn là nguyên siêu đó. Các bạn có thể các bạn ghé, các bạn cảm thấy thì các bạn có thể lấy bộ này. Giá là 16 triệu nha các bạn, gồm 10 món. Đó cho các bạn dễ hình dung ha, 5 cái trống và 5 cái chân. Rồi, bạn nào mà còn mà thắc mắc á thì các bạn mình sẽ để cái link của những sản phẩm này dưới phần mô tả, các bạn bấm vô, hoặc là cái phần Zalo các bạn cứ thể bấm cho bạn chat với bên mình. Đó thì ví dụ như mình sẽ báo chi tiết hơn cho các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này của mình, hẹn các bạn ở những video sau.